Rồi, xin chào quý vị và các bạn trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình cũng đi nhanh qua một mẫu xe mà có thể ít người trực tiếp thấy. Vì thường thì xe ra đến đâu là chúng ta bán luôn đấy rồi. Honda City thì bình thường chúng ta hay xem là City phiên bản RS, phiên bản thể thao đúng không ạ? Hôm nay thì mình quay là đây có hai con đây. Là Honda City phiên bản L nhá, phiên bản trung. Giá niêm yết hiện nay đang là 569 triệu đồng. Với cái mức giá và chương trình khuyến mại tại tỉnh Bắc Ninh hiện nay khi chúng ta đang tặng kèm một gói phụ kiện trị giá khoảng 30 triệu thì cái mức giá lăn bánh khi ở Bắc Ninh chúng ta sẽ dao động vào khoảng 633 triệu đồng. Và khách hàng trả góp thì chuẩn bị tối thiểu giúp em vào khoảng từ 170 đến 180 triệu đồng. Từ 170 đến 180 triệu đồng và hàng tháng chúng ta trả xấp xỉ dao động khoảng từ 5 đến 7 triệu tùy vào thời gian vay. Rồi, khuyến mại và giá xe là như vậy. Thì trên Honda City chúng ta mình cũng chưa đọc qua về thông số đâu, cứ đi lần lượt thôi. Hệ thống đèn chia 3 khoang này. Trên RS thì chúng ta có đèn full LED. Tuy nhiên thì ở đây này, nhìn thực tế thì xi nhan là bóng halogen này. Pha cốt là halogen và bi projector phản xạ đa hướng ấy. Đấy. Đèn sương mù thì cũng chưa có, nhưng chúng ta có giải đèn LED ban ngày ở đây. Về cơ bản thế là ổn đúng không ạ? Không có cảm biến phía trước, đấy, nó đặc thù của dòng Honda. Đầu xe thì khá là đẹp. Đấy, chúng ta có một chiếc đầu xe có thể được ví von như là ác cọc thu nhỏ. Đấy, động cơ thì vẫn là động cơ 1.5. Nên tuy nhiên thì chúng ta 1.5 này thì có cải tiến một chút thì chúng ta dùng cam kép nhé, dùng cam đơn như phiên bản trước. La răng phiên bản này thì không đẹp được bằng như la răng trên RS. Cùng kích thước lốp dùng là lốp Yokohama. Đó, chưa phải là Michelin quen thuộc. Đây, gương chiếu hậu cầu to này, có đèn báo rẽ này. Tay nắm cửa mạ chrome, nút bấm cảm biến. Tiêu thụ nhiên liệu ở trên Honda City phiên bản này thì sẽ là 5,68 lít trên 100 km đường hỗn hợp và khoảng 7,3 đến khoảng 8 lít đi cho đường đô thị. Rồi, đuôi xe cũng chả chê được gì về ngoại thất cả. Xe thì được trang bị luôn là đèn full LED ở phần đuôi nhé. Camera lùi tích hợp theo xe. Cũng không có cảm biến phía sau. Thường thì Honda đã nổi tiếng là rộng. Rộng, cốp rộng và sâu. Rồi, lốp dự phòng này. Bộ kích này chúng ta để luôn rồi này. Về cơ bản ngoại thất thì thật ra là mình chả chê được gì về phiên bản này cả. Thua RS chỉ một số thứ thôi. Đúng không? Giá thì ngang vai USG 570. Khuyến mại thì cũng tương đương nhau. Rồi mình đi vào trong. Đầu tiên về ngoại thất hay nội thất thì chắc phải có một từ chê ở đây rồi. Vai USG thì trang bị ghế da, còn trên CTL thì chúng ta có ghế nỉ nhá. Đây là ghế nỉ các bạn. Duy nhất RS là có ghế da. Tuy nhiên nó lại hơn một điểm, tí mình sẽ phân tích cho các bạn. Rồi, từ trái qua phải này, chúng ta có một nút bấm cân bằng điện tử này. Cái này thì các nút chờ này thì hợp lý nhất là các bạn nên làm absolute ở trong cái vị trí chờ như này. Vô lăng bọc da cầm khá vừa tay rồi. Nút bấm trang trí cũng đẹp hơn, chúng ta có những cái ốp nhựa ở đây nhá, tăng tính thể thao thẩm mỹ rất nhiều. Đàm thoại rảnh tay này, cruise control này, đấy nó cũng đẹp hơn trên phiên bản trước luôn. Xe thì được trang bị đèn nổ nút bấm. Và đặc biệt là cái màn hình này, cái màn hình này thì là màn hình cảm ứng đi kèm cho xe rồi, nguyên bản nguyên zin. Đẹp hơn Hyundai Accent nếu như về khía cạnh về màn hình đúng không ạ?
và nó cũng hài hòa hơn, tổng thể hơn so với Toyota Vios. Thế mình nhìn màn hình này thì cũng cảm thấy nó cũng khá là sang. Đặc biệt là như ở dưới này, nó có những cái thanh ốp nhựa này, thấy không? Da này. Cái này nó làm giả nhưng rất giống cho mấy cái giống xe sang. Hơi tiếc một tí thôi, duy nhất đây, điều hòa. Điều hòa thì điều hòa tự động rồi, nhưng mà cảm giác làm những cái nút bấm và xoay như này nó không tôn lên cái sự tự động giống như mà nhà thiết kế mong muốn. Chúng ta có hai cổng sạc USB, một cổng sạc 12V, làm khá gọn. Cá nhân mình thì thích những cái thiết kế tập trung về cổng sạc như này. Rồi, hai khay để cốc, cần số tự động vô cấp, phanh tay, có bệ tì tay. Đấy, cái bệ tì tay của Honda thì khá hay, nhưng mình hơi tiếc là nó không di chuyển lên xuống đâu thôi, còn lại thì ok. Tức là về nội thất thì mình chỉ có duy nhất một cái là ghế nỉ thôi. Tuy nhiên đây, ưu điểm hơn so với Vios này. Mình đang để kịch hàng ghế đầu tiên xuống. Thì với một người 1m8 ngồi chân vừa khít luôn. Vì cái ghế này nhá, người ta khoét sâu vào trong. Đấy. 1m8 như mình ngồi hàng ghế thứ hai với hàng ghế thứ trước kéo kịch rồi thì cũng vô cùng thoải mái. Đây, ưu điểm của nó đây, hàng cửa gió điều hòa hàng ghế thứ hai. Cái này thì Vios nó lại không có nhá. Vios thì lại làm lùi cái bệ tì tay xuống khá sâu và không có cửa gió điều hòa. Hơi đáng tiếc đúng không ạ? Trần thì vẫn là trần nỉ thôi. Đó, 1m8 ngồi thoải mái luôn. Bản này thì chúng ta không có khay để cốc và bệ tì tay ở giữa nhá. Ghế thì toàn bộ là ghế nỉ, sàn nỉ. Rồi, 550.